Thời gian qua, mặc dù các cửa khẩu đã tích cực hoạt động thông quan hàng hóa, xuất nhập khẩu, nhưng do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt của phía Trung Quốc, nên tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn hơn 1.300 container chở trái cây lại nằm chờ ở bãi giới, chưa thể xuất sang Trung Quốc. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 70-90 xe được thông quan. Số lượng xe đang chờ xuất khẩu lên đến 1.514 xe, trong đó chủ yếu là hoa quả. Cụ thể, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, số xe chờ xuất khẩu là 806 xe. Cửa khẩu Tân Thanh có 706 xe đang ùn ứ. Trong khi đó, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng tăng. Trung bình đạt 160-180 xe một ngày. Trong đó, hàng hoa quả tươi chiếm khoảng 70%, chủ yếu là thanh long, mít, xoài, dưa hấu. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố liên quan có phương án kịp thời, khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng xuất khẩu lên khu vực cửa khẩu trong trường hợp cần thiết. Vừa góp phần điều phối hoạt động xuất nhập khẩu một cách thông suốt và hiệu quả, vừa giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh cho các thương nhân, doanh nghiệp tại địa phương.